Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội quyển 10. Này đồng tử, cho nên Bồ Tát cần phải có đầy đủ sự tu học thân giới. Sao gọi là Bồ Tát đầy đủ thân giới? Nếu Bồ Tát đầy đủ thân giới thì đối với tất cả pháp được trí vô ngại, đó là thân khéo tu hành. Nếu thân khéo tu hành thì đối với tất cả pháp được trí vô ngại, cho nên gọi là Bồ Tát đầy đủ thân giới. Lại nữa, này đồng tử, nếu Bồ Tát đầy đủ thân giới, có thể thành tựu 32 tướng đại nhân, được 10 lực, 4 vô sở ý, 4 trí vô ngại, 18 pháp bất cộng của Như Lai. Này đồng tử, đó gọi là Bồ Tát đầy đủ thân giới. Lại nữa, này đồng tử, Bồ Tát đầy đủ thân giới có thể đạt được 3 giải thoát môn. Những gì là 3? Đó là không giải thoát môn, vô tướng giải thoát môn và vô nguyện giải thoát môn. Đó gọi là đầy đủ thân giới. Lại nữa, này đồng tử, nếu Bồ Tát đầy đủ thân giới có thể được đầy đủ 4 phạm trú. Những gì là 4? Đó là niệm từ đối với tất cả chúng sinh, với tâm bi, hỷ và xả cũng là như vậy. Đó gọi là Bồ Tát đầy đủ thân giới. Lại nữa, này đồng tử, sao gọi là Bồ Tát tu thân thiện hạnh? Đó là 4 niệm xứ, 4 chánh cần, 4 như y túc, 5 căn, 5 lực, 7 giác phần, 8 thánh đạo phần. Đó gọi là Bồ Tát đầy đủ thân giới. Lại nữa, này đồng tử, nếu Bồ Tát đầy đủ thân giới có thể được 4 thiền và 4 chánh thọ, hay trụ vào đại bi, được thiện giác quán, được giác quán tịch diệt, đó gọi là Bồ Tát đầy đủ thân giới. Lại nữa, này đồng tử, nếu Bồ Tát có đầy đủ thân giới thì luôn xa lìa sát sinh, trộm cắp tà dâm, vọng ngữ, nói hai lưỡi, nói lời ác, nói theo dệt tham sân tà kiến, 10 nghiệp bất thiện, xa lìa sự lường cân trao đấu, lời nói điêu hoa, lừa đảo và y phục, đó là nguyên do đưa đến quan lại, đâm chém, giết hại, trấn áp cột trói. Những tội tà ngụy quanh co hư vọng ấy cùng đi đôi với lòng tham. Vậy phải xa lìa tất cả nghiệp ác, tự mình phải phòng hộ, ngăn cấm, không tham, không thủ, đoạn trừ tất cả, giống như chặt đứt đầu cây đa la, làm cho đời vị lai không còn khởi sinh trở lại. Đồng tử nên biết, Bồ Tát hành pháp ấy là có đầy đủ thân giới. Này đồng tử, vào thuở quá khứ trải qua số kiếp chẳng thể nghĩ bàn, rộng lớn vô lượng vô biên, hai lần A Tăng Kỳ, bây giờ có Đức Phật hiệu là Trí Hoa Như Lai, ứng cúng trên biến tri, minh hạnh tốt thiện thể thế gian giải, vô thường sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật Tế Tôn. Đức Phật sống đến 60 ức năm, bây giờ có một vị vua hiệu là Thắng Tư Duy, cùng với 8 vạn ức quyến thuộc đi đến chỗ Đức Như Lai Trí Quang, đảnh lễ dưới chân, dự quanh bên phải 3 vòng, rồi lui về ngồi một chỗ. Bây giờ Đức Như Lai Trí Quang liền dùng bài kệ nói về thân luật nghi, giống như hư không không có uế, tự tánh sáng trong rốt ráo tịnh, thân giới trong sạch cũng như vậy, không thể dùng âm thanh diện nói, âm thanh và không không thể biết, cả hai như vậy cùng một tướng, nói về hư không không tướng mạo, tướng ấy liền đồng với thân giới, để biết giới ấy chỉ một tướng, họ liền đầy đủ giới luật nghi, trí tánh vô sinh cảnh cũng tịch, trong chân vô lậu hết vọng tưởng, cũng không tham trước và ái dục, không khởi khắc ái nơi tài sắc, nếu không thấy được các lỗi lầm. Không bao giờ biết thân giới ấy, nếu ai biết được giới vô lậu, họ liền không còn tái sinh nữa, nên biết pháp La Hán như vậy, không phải ngoại đạo mà biết được. Ở nơi ba cõi tâm sợ hãi, với dục mưu sinh không tham ái, không thích ngôi vua và của cải, họ mới đầy đủ thân giới này. Nay ta nói nghĩa thân giới ấy, nghĩa này thanh giáo không thể nói, nếu ai biết được mẹ pháp này, người ấy thường hay trụ thân giới, bậc trí ưa thích nghĩa gốc này, vì thích nghĩa này nên ta nói, xa lìa nghĩa sai lạc nghĩa đúng, họ được gọi là trụ thân giới. Trong pháp chư Phật nói nghĩa gì, làm sao khéo léo biết nghĩa ấy, nếu có thể biết nghĩa tương ưng, đó mới là, chính là trụ thân giới. Nếu ai quán xét nơi vô tướng, tất cả vô ngã thể đều không, người ấy không thể gọi không giới, vì họ tu học nơi chân lý, xem tất cả hữu là phi hữu. Người ấy thường trụ nơi phi hữu, nơi tất cả hữu không đắm trước, người ấy hay chứng định vô tướng. Nếu ai biết được pháp vô ngã, tự thể không vô, tánh phi nghĩa, không thể gọi người ấy không giới, vì đã học chân thật quyết định. Nếu ai biết được ngũ âm không, các pháp tịch diệt không thần ngã, người ấy được gọi bậc trì giới, thân họ không còn làm việc ác. Người chấp tướng không có luật nghi, vì còn ngã tưởng tâm chấp trước. Nếu thủ sắc tướng người chấp trước,
khởi sinh ái dục không luật nghi. Nếu thường tu học nơi thực tế, người ấy rốt ráo chân diệu pháp, họ không còn khởi sinh ái dục, không còn phạm giới đọa đường ác. Con kiến có thể động hư không, rung chuyển núi tu chi kiên cố. Nếu có người khéo học thật pháp, diệu sắc chư thiên không thể động, có thể dùng màu vẽ hư không, bàn tay có thể nắm thái hư, tất cả ái dục của các ma, không ai có thể làm lay động. Âm thanh nói ra có thể bắt đá chìm chứ nước làm cho nổi. Người học như vậy nơi giới thân, không ai biết được tâm niệm họ. Có bao nhiêu âm thanh tất cả, thể đều chứa được trong hộp nhỏ. Nếu ai trụ giới thân như vậy, không ai biết được chỗ họ ở. Và nhiều sấm sét và điện chớp, ánh mặt trời trăng đều bắt được. Nếu ai an trụ nơi thân giới, không ai biết tự tánh thân họ. Bao nhiêu vòng gió ở bốn phương, giăng lưới bổ câu bắt lại được. Nếu ai an trụ nơi thân giới, không ai biết được thân lượng họ. Nếu ai an trụ chế ngự tâm, chẳng phải cảnh giới các chúng sinh. Ai khéo tu tập nơi thân giới, giống như hư không không thể nhiễm, đường đi của gió khắp bốn phương, dấu chim hư không có thể thấy, thân lượng vị ấy không thể biết. Và tâm sở hành cũng như vậy. Nếu ai trụ thân giới như vậy, họ không có các điều tội ác, sẽ lìa tất cả các phiền não, là nhờ học thân giới như vậy. Trụ nơi định tịch diệt thanh tịnh, không bị dao lửa làm hại được, thân họ không thể nắm bắt được, là nhờ thường tu học thân giới. Ai trụ như vậy không sợ hãi, tâm không lay động, không ganh ghét, sẽ lìa tất cả các hiểm nạn, nhờ tu học thân giới như vậy. Không sợ dao lửa và thuốc độc, cũng không sợ bị nạn nước lửa, sẽ lìa tất cả các nguy nạn, là nhờ tu học thân giới vậy. Không sợ mưa đá và trộm cướp, bao nhiêu tất cả những độc hại, nhờ họ lìa tất cả ngã tưởng. Nhờ đã lìa tưởng nên không sợ, sẽ lìa sợ hãi và âu lo. Nhờ không sợ hãi, tâm bất động. Tâm không động chuyển nên không sợ, hàng ức chúng ma cũng không sợ. Nếu ở chỗ thân giới Bồ Tát, diễn thuyết khai mở và hiển bày, nếu ai tu học thân giới này, hàng ức ma binh không thể động. Nếu ai muốn biết pháp chư Phật, nên biết trong đó không giới hạn. Nếu ai tu học về thân giới, người ấy làm tháp của ba cõi. Nếu ai muốn biết Phật pháp này, chẳng thể nghĩ bàn chúng tịch diệt. Nếu ai học thân giới như vậy, công hạnh kiên cố mau thành Phật. Nếu ai muốn được pháp đại tiên, được mười lực Phật chẳng nghĩ bàn. Nếu ai học thân giới như vậy, tu tập Phật lực đâu có khó. 18 pháp bất cộng tối thắng, chỗ chư Phật Như Lai an trụ. Nếu ai tu thân giới này, họ được pháp ấy đâu có khó. Nếu ở chỗ bảy giác chi báu cùng với thần túc và biện tài, nếu ai tu học thân giới này, được diệu quả ấy đâu có khó. Đối với phạm trụ và tứ thiền cùng với ba tứ môn giải thoát, an trụ giác quán và tịch diệt, người trụ thân giới được không có. Bốn niệm xứ cùng với chánh cần, năm căn năm lực của đại tiên cùng tám chánh đạo vật báu thánh, người trụ thân giới được không có. Bao nhiêu pháp khác của chư Phật không thể nghĩ bàn, không hạn lượng, họ được pháp ấy không khó khăn. Nhờ học được thân giới như vậy, được nghe thân giới như vậy rồi, vua đạt được lợi lạc tối thắng, hoan hỷ nhảy nhót và vui sướng trong Phật pháp ấy, liền xuất gia. Xuất gia trải qua 10 ức năm, tu hành phạm hạnh rất thanh tịnh, luôn luôn tu hành bốn phạm trụ, lợi ích thế gian các trời người. Khéo tu phạm trụ thanh tịnh rồi, liền được thân giới thù thắng vậy, lại thấy 10 phương ức ngàn Phật tu hành hạnh bồ đề như vậy, xuất gia trong thắng pháp ấy rồi, tu hành tịnh hạnh, tịnh phạm hạnh tối thắng, đầy đủ đa văn diệu biện tài, gọi là đại pháp sư thông tuệ, kiên trì cấm giới không khuyết lậu, giới thân thanh tịnh không ô uế, đó là thánh giới vô lậu giới, nên biết thánh giới là thường trụ. Đồng tử sư ta tu bồ đề, bây giờ hóa làm vua tháng tư. Âm chớ có nghi là ai khác, nên biết chính là thân của ta. Đồng tử âm nên tùy thuận học, an trụ thân giới thù thắng vậy, nên đem tuyên thuyết cho mọi người, không lâu cũng sẽ được như ta.
Này đồng tử, cho nên Bồ Tát phải tu hành thân nghiệp thanh tịnh. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát tu hành tịnh nghiệp, không sợ đọa vào địa ngục súc sinh, ngạ quỷ và cảnh giới của ma, cũng không sợ bị khổ ách nơi năm đường tám nạn, lại cũng không sợ tai nạn nước lửa, đao binh thuốc độc, sư tử, cọp, beo, chồn, cáo, tê giác, voi, gấu. Không bị tất cả ác thú, trùng độc ăn thịt, cũng lại không sợ nạn nhân, nạn phi nhân làm hại. Này đồng tử, Đại Bồ Tát tu hành thân hạnh thanh tịnh, nếu muốn dùng tay nâng tam thiên đại thiên thế giới này lên cao từ một cây đa la cho đến 10 cây đa la, thì tùy theo ý muốn đều làm được cả. Này đồng tử, Đại Bồ Tát tịnh thân hạnh có thể đạt đến bờ kia thần thông rốt ráo. Nhờ họ đạt được sức mạnh phước đức thần túc nên được định tịch diệt, vô nhiễm tùy thuận, viễn ly nhiếp thủ, nhờ có thể nhập vào và nương nơi định này, nên được vô lậu, thành tựu được con mắt vô ngại nơi tất cả thế gian. Sao gọi là thần túc? Nghĩa là tùy theo ý nghĩ mà có thể tạo ra oai lực tự tại, hiểu rõ không bị ngăn trở, tùy theo ý muốn mà đều có thể thành tựu, nên gọi là thần túc. Lại nữa này đồng tử, Đại Bồ Tát trụ thần túc có thể làm các việc thần biến, đó là một có thể biến thành nhiều, nhiều có thể biến thành một, ẩn hay hiện đều tự tại, có thể đi xuyên qua vách đá, núi non không bị trở ngại, như gió đi trên hư không, ngồi kiết già trên không trung giống như chim bay, đi dưới nước như đi trên đất, ẩn hay hiện trong đất như ở trong nước không khác, thân phát ra khói lửa, giống như đống lửa lớn, mặt trời mặt trăng có đại oai đức mà có thể sờ mó được, chỉ muốn làm thân to lớn, tự tại vô ngại cho đến trời phạm thiên. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói bài kệ, thần thông tự tại dạo mười phương, ở nơi vách đá và núi non, tùy ý xuyên qua không trở ngại, giống như chim bay theo chiều gió. Đi trên mặt đất như dưới nước, ẩn hiện tự tại không chướng ngại, đi trên mặt nước không bị chìm, cũng giống như đi trên đất cứng. Một thân có thể hiện ngàn thân, nhiều thân vô lượng hiện thành một, tùy ý hiện hiện đủ màu sắc, bậc trí vì độ các chúng sinh, du hành không trung như chim bay, thân phun khói lửa như đống lớn, như đống lửa. Là có thể toàn thân lưu xuất nước hương thơm thanh tịnh mát mẻ, bậc trí ngồi thẳng trên mặt đất, có thể dùng tay sờ trời trăng, đến chỗ phàm thiên trong một niệm, diễn nói thắng pháp cho phạm chúng. Ngàn vạn phạm chúng nghe pháp xong, thích cầu vô thượng được lợi lạc, lại hay đến các cõi trời khác diễn thuyết pháp tối thắng cho họ. Nếu lúc vị ấy muốn thuyết pháp, liền làm chấn động đại thiên giới, lại khiến vô lượng ức cõi Phật âm thanh vi diệu vang khắp nơi. Này đồng tử, cho nên Bồ Tát cần phải tu học thân hành thanh tịnh. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát tu hành thân hành thanh tịnh với thiên nhĩ giới thanh tịnh, nghe âm thanh xa hơn cõi người hoặc địa ngục súc sinh, cõi chi ma la, thiên thượng và chân giác, hoặc gần hoặc xa, đó gọi là thiên nhĩ thông. Này đồng tử, Bồ Tát cần phải tu học thân hành thanh tịnh. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát tu hành thân hạnh thanh tịnh thường có thể biết được tâm người khác. Nếu họ có tâm dục thì như thật biết có tâm dục, nếu họ không có tâm dục thì như thật biết là không có tâm dục. Nếu có tâm sân thì như thật biết là có tâm sân, nếu không có tâm sân thì như thật biết là không có tâm sân. Nếu có tâm si thì như thật biết là có tâm si, nếu không có tâm si thì như thật biết là không có tâm si. Có tâm chấp thủ thì như thật biết là có tâm chấp thủ, không có tâm chấp thủ thì như thật biết là không có tâm chấp thủ. Nếu có tâm điên đảo thì như thật biết là có tâm điên đảo. Còn nếu không có tâm điên đảo thì như thật biết là không có tâm điên đảo. Nếu có tâm nhỏ nhoi thì như thật biết là có tâm nhỏ nhoi. Nếu không có tâm nhỏ nhoi thì như thật biết là không có tâm nhỏ nhoi. Nếu họ có tâm to lớn thì như thật biết là có tâm to lớn. Họ không có tâm to lớn thì cũng như thật biết là họ không có tâm to lớn. Nếu họ có tâm trong sáng thì như thật biết có tâm trong sáng. Nếu họ không có tâm trong sáng thì như thật biết họ không có tâm trong sáng. Nếu họ có tâm vô lượng thì như thật biết họ có tâm vô lượng. Nếu họ có tâm hữu lượng thì như thật biết họ có tâm hữu lượng. Nếu họ có tâm thu nhiếp thì như thật biết họ có tâm thu nhiếp. Nếu họ không có tâm thu nhiếp thì như thật biết họ không có tâm thu nhiếp. Nếu tâm họ loạn thì như thật biết tâm họ loạn. Nếu tâm họ không loạn thì như thật biết tâm họ không loạn. Nếu tâm họ định thì như thật biết tâm họ định. Nếu tâm họ không định thì như thật biết tâm họ không định.
Nếu họ có tâm hướng thượng thì Như Thật biết tâm họ hướng thượng. Nếu họ không có tâm hướng thượng thì Như Thật biết họ không có tâm hướng thượng. Nếu họ có tâm giải thoát thì Như Thật biết họ có tâm giải thoát. Nếu họ không có tâm giải thoát thì Như Thật biết là không có tâm giải thoát. Nếu tâm họ vô học thì Như Thật biết tâm vô học. Nếu tâm có học thì Như Thật biết tâm có học. Này đồng tử, đó gọi là Bồ Tát hiểu biết Như Thật về tâm chúng sinh khác. Lại nữa, này đồng tử, Bồ Tát cần phải tu học thân hành thanh tịnh. Sao là Bồ Tát thân hành thanh tịnh? Đó là nhớ biết vô số việc kiếp trước, hoặc một đời, hai đời, ba đời cho đến 10 đời, 20 đời, 30 đời, 100 đời, 1.000 đời, vạn đời, 10 vạn đời, 100 vạn đời, 1.000 vạn đời, vạn vạn đời. Lại biết sự việc một kiếp, 100 kiếp cho đến 1.000 vạn kiếp. Biết kiếp thành, biết kiếp hoại, biết kiếp thành hoại cho đến sự việc vô lượng kiếp thành hoại. Và biết trong kiếp ấy từng có chúng sinh tên như vậy, họ như vậy, sinh sớm như vậy, ăn uống như vậy, trường thọ như vậy, chết yểu như vậy, trụ lâu như vậy, kết thúc như vậy. Biết chịu sự chịu khổ như vậy, thọ vui như vậy, hoặc chết chỗ này sinh chỗ kia, chết chỗ kia sinh chỗ này, dáng mạo như vậy, quốc độ như vậy, những việc kiếp trước như vậy, thể đều nhớ biết hết. Đó gọi là Bồ Tát có túc mạng trí thông. Lại nữa, này đồng tử, Bồ Tát cần phải tu học thân hành thanh tịnh. Sao là Bồ Tát thân hành thanh tịnh? Đó là thiên nhãn giới thanh tịnh, thấy xa hơn người thường, thấy các chúng sinh sống chết qua lại, hoặc sắc đẹp hoặc sắc xấu, hoặc đến đường thiện hoặc đến đường ác, hoặc trụ thiện đạo hoặc trụ ác đạo, hoặc khổ hoặc vui, hoặc hơn hoặc kém, như nghiệp tự mình tạo ra, thể đều biết rõ. Vì các chúng sinh này thành tựu thân ác hạnh, thành tựu khẩu ác hạnh, thành tựu ý ác hạnh, hủy bán hiền thánh, do nhân chuyên nghiệp tà kiến, nên khi thân hoại mạng chung nên phải đọa vào địa ngục. Các chúng sinh nào nếu thành tựu thân thiện hạnh, thành tựu khẩu thiện hạnh, thành tựu ý thiện hạnh, không hủy bán hiền thánh, nhờ có chánh kiến, nên khi thân hoại mạng chung đi đến chỗ lành, sẽ lên cõi trời. Này đồng tử, đó gọi là Bồ Tát có thiên nhãn giới thanh tịnh, thấy xa hơn người thường, thấy các chúng sinh sống chết qua lại, hoặc sắc đẹp hoặc sắc xấu, hoặc đến đường lành hoặc đến đường ác, hoặc ở trên đường lành hoặc ở trên đường ác, hoặc khổ hoặc vui, hoặc hơn hoặc kém, như nghiệp của chính mình tẩy đều biết rõ. Đó gọi là thiên nhãn thông. Lại nữa, này đồng tử, nếu đã Bồ Tát tu hành thân hạnh thanh tịnh thì trong một niệm trí tuệ tương ứng với ba thời, với ba đời, những điều hoặc biết hoặc thấy hoặc đắc hoặc chứng cần phải rõ biết, tất cả những điều ấy đều biết, đều thấy, đều đắc, đều chứng, thể đều thấy rõ. Pháp ấy thế nào? Đó là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão tử ưu bi khổ não. 12 nhân duyên như vậy, nên biết, nên thấy, nên đắc, nên chứng cần phải rõ biết. Như vậy, do vô minh diệt nên hành diệt, hành diệt nên thức diệt nên danh sắc diệt, danh sắc diệt nên lục nhập diệt nên xúc diệt nên thọ diệt nên ái diệt nên thủ diệt nên hữu diệt nên sinh diệt nên lão tử diệt, ưu bi khổ não tất cả đều diệt. Phải tây biết như thật, chứng đắc như thật, giác biết như thật, đối với đủ bốn thánh đế. Còn biết rõ như thật đó là, đó gọi là lậu tận thông. Bây giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ này: Bồ Tát đã hiện bày tới lớp các thần tông an trụ trong tam muội, có thể tùy ý đến, khéo tu về nhĩ căn, được thiên nhĩ siêu việt, tai họ nghe tất cả pháp đạo sư nói ra, hay biết tâm chúng sinh có dục hay lìa dục, có sân hay không sân, có si hay không si, biết rõ việc kiếp trước thuở xưa sống ở đâu, suốt cả ngàn ức kiếp kho trí đều chiến đó chiếu thấu, khéo tu nơi nhãn căn, được thiên nhãn siêu việt, dùng mắt xem chúng sinh chết đây sinh ở kia, một niệm đều biết hết, tâm niệm các chúng sinh đều rõ biết như vậy, tri ấy khó nghĩ bàn. Lại đồng tử, sao gọi là khẩu giới? Nếu đại Bồ Tát thành tựu khẩu giới thì được 60 thứ âm thanh mỹ diệu, vô ngại thanh tịnh không thể nghĩ bàn, đó gọi là khẩu giới. Lại nữa, này đồng tử, nếu đại Bồ Tát có đầy đủ khẩu giới thì nói bất cứ điều gì cũng được mọi người tín thọ, đó gọi là khẩu giới. Lại nữa, này đồng tử,
Đại Bồ Tát đầy đủ khẩu giới, được 32 tướng của Đại Chân, được 10 lực của Như Lai, đó là trí lực về thị xứ phi xứ, trí lực biết về nghiệp xứ, nhân quả của các chúng sinh ở quá khứ, vị lai và hiện tại, biết các thiền định giải thoát tam muội chánh thọ, trí lực biết có phiền não không phiền não, trí lực biết thọ mạng của người khác, biết căn tánh sai biệt các chúng sinh, trí lực biết chúng sinh có nhiều dục, trí lực biết vô lượng tâm tánh các chúng sinh, trí lực biết con đường đến tất cả xứ, trí lực biết túc mạng, trí lực biết sự sinh tử tất cả chúng sinh, trí lực biết lậu tận. Lại nữa này đồng tử, nếu Đại Bồ Tát đầy đủ khẩu giới có thể được bốn vô ý, 18 pháp bất cộng, đó gọi là đầy đủ khẩu giới. Lại nữa này đồng tử, nếu Đại Bồ Tát đầy đủ khẩu giới được ba giải thoát môn, được bốn phạm trụ, đó gọi là đầy đủ khẩu giới. Lại nữa này đồng tử, nói tóm lại, Đại Bồ Tát đầy đủ khẩu giới là được bốn niệm trụ, bốn chánh cần, bốn giới ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác phần và tám thánh đạo phần, đó gọi là Bồ Tát đầy đủ khẩu giới. Lại nữa đồng tử, nếu Đại Bồ Tát đầy đủ khẩu giới sẽ được đại bi phạm trụ, được đại xả phạm trụ, được an ổn giác, được tịch diệt giác, đó là Bồ Tát đầy đủ khẩu giới. Lại nữa này đồng tử, Đại Bồ Tát đầy đủ khẩu giới thì được xa lìa vọng ngữ, nói hai lưỡi, nói lời ác, nói theo dệt đối với cha mẹ sư trưởng, không nói lời thô lỗ, tất cả những lời xấu ác Bồ Tát thảy đều xa lìa. Bồ Tát còn rõ biết một cách như thật, âm thanh như tiếng vang, như giấc mộng, như huyễn, như hóa, như sóng nắng, như bóng sáng. Đối với tiếng vang cho đến bóng sáng này, thảy đều không sở đắc, không phân biệt, không nắm giữ, không duyên theo, không chấp trước. Đó gọi là Bồ Tát đầy đủ khẩu giới. Này đồng tử, Đại Bồ Tát khẩu giới thanh tịnh, được tất cả lời Phật, được tất cả thần túc Phật, được tất cả thần thông Phật. Bây giờ Đức Thế Tôn nói bài tụng, nếu người tương ứng cùng khẩu giới, các Bồ Tát ấy sẽ đạt được trí vô ngại tất cả các pháp, gọi là đầy đủ nơi khẩu giới. Nếu ai tương ứng cùng khẩu giới, đạt được 32 tướng đại nhân, được 10 lực Phật bất cộng pháp, gọi là bậc đầy đủ khẩu giới. Nếu ai tương ứng cùng khẩu giới, sẽ được tất cả các Phật pháp, là pháp chư Phật ta đã nói, gọi là bậc đầy đủ khẩu giới. Nếu ai tương ứng cùng khẩu giới, sẽ được phạm trụ và biện tài, được pháp hy hữu chẳng nghĩ bàn, gọi là bậc đầy đủ khẩu giới. Nếu ai tương ứng cùng khẩu giới, được bốn niệm xứ và chánh cần, được bốn thần túc căn và lực, gọi là bậc đầy đủ khẩu giới. Nếu ai tương ưng cùng khẩu giới, sẽ được đại xả không sợ sệt, được lòng đại bi thanh tịnh trụ, gọi là bậc đầy đủ khẩu giới. Nếu ai tương ưng cùng khẩu giới, sẽ được an ổn giác thanh tịnh và đạt được giác quán tịch tịnh, gọi là bậc đầy đủ khẩu giới. Nếu ai tương ưng cùng khẩu giới, xa lìa nói dối và hai lưỡi, lại lìa ác khẩu và theo dệt, gọi là bậc đầy đủ khẩu giới. Nếu ai tương ưng cùng khẩu giới, không bao giờ phỉ báng chánh pháp, cũng không hủy báng đức Như Lai, gọi là bậc đầy đủ khẩu giới. Nếu ai tương ưng cùng khẩu giới đối với cha mẹ và sư trưởng, không làm phi pháp lời thô ác, gọi là bậc đầy đủ khẩu giới. Nếu ai tương ưng cùng khẩu giới, miệng không bao giờ nói lời lỗi, họ đều lìa hết mọi lỗi lầm, gọi là bậc đầy đủ khẩu giới. Nếu ai tương ưng cùng khẩu giới, sẽ biết tiếng nói như tiếng vang, biết rõ âm thanh giống như mộng, gọi là bậc đầy đủ khẩu giới. Biết rõ vô ngã và thọ mạng, duyên khởi hư vọng giống như mộng. Người hay biết ngôn ngữ như vậy, gọi là bậc đầy đủ khẩu giới. Diệt đế không thật giống như mộng, bản thể niết bàn tánh như mộng. Bồ Tát biết nói mười như vậy, gọi là bậc đầy đủ khẩu giới. Các ngôn ngữ khác bất khả đắc, không có phân biệt không chấp trước, không có phan chuyên không chấp thủ, gọi là bậc đầy đủ khẩu giới. Này đồng tử, sao gọi là ý giới? Nếu Đại Bồ Tát đầy đủ ý giới, sẽ được tất cả Phật Pháp, được tất cả thần thông, tâm được giải thoát bất động. Nếu Đại Bồ Tát đầy đủ ý giới, sẽ được định kim cang tam muội, đó gọi là đầy thành tựu ý giới. Lại nữa này đồng tử, nếu Đại Bồ Tát đầy đủ ý giới, sẽ được ánh sáng rực rỡ, đó gọi là đầy đủ ý giới. Nếu Đại Bồ Tát đầy đủ ý giới, sẽ được 60 thứ âm thanh tương ưng mỹ diệu, đó gọi là đầy đủ ý giới. Lại nữa này đồng tử, nếu Đại Bồ Tát đầy đủ ý giới, sẽ được 32 tướng của đại nhân,
10 lực, 4 vô ý, 4 vô ngại trí, 18 pháp bất cộng, đó gọi là đầy đủ ý giới. Lại nữa, này đồng tử, là Bồ Tát đầy đủ ý giới sẽ được 3 môn giải thoát không, vô tướng và vô nguyện, đó là đầy đủ ý giới. Lại nữa, này đồng tử, Đại Bồ Tát đầy đủ ý giới sẽ được 4 phạm trụ, đại từ, đại bi, đại hỷ và đại xả, đó gọi là đầy đủ ý giới. Lại nữa, này đồng tử, Đại Bồ Tát đầy đủ ý giới sẽ được 4 niệm xứ, 4 chánh cần, 4 giới ý túc, 5 căn, 5 lực, 7 giác phần và 8 chánh đạo phần, đó gọi là đầy đủ ý giới. Lại nữa, này đồng tử, nếu Đại Bồ Tát đầy đủ ý giới được trụ nơi đại bi, trụ nơi đại xả, được giác an ổn, được giác tịch diệt, được lợi ích, được oai nghi, được thắng hạnh, đó gọi là đầy đủ ý giới. Lại nữa, này đồng tử, nếu Đại Bồ Tát vứt bỏ tà kiến, không tương ứng với tà kiến, đoạn trừ sân nhuế, không tương ứng với sân nhuế, đoạn trừ sáng tham, không tương ứng với sáng tham, vứt bỏ giải đại, không tương ứng với giải đại, đối với cha mẹ, sư trưởng không khởi tâm quanh co, vô định, tâm tham, sân si, cũng không tương ứng với những tâm y lý ấy, không bỏ tâm bồ đề, không bỏ tâm tánh nhạo, tâm giác quán các sâu ác khác thể đều xả ly, cũng không tương ưng với chúng, đó gọi là đầy đủ ý giới. Bồ Tát phải khéo biết các pháp như huyễn thuật, như giấc mộng, như biến hóa, như sóng nắng, như tiếng vang, như bóng ánh sáng, không đến không đi, cũng lại biết sự khổ như mộng, biết sự vô ngã như mộng, biết sự vô thường như mộng, biết chúng sinh như mộng, biết cái không như mộng, ý không sở đắc, không phân biệt, không dính mắc, không phan duyên, không chấp trước. Này đồng tử, đó gọi là Bồ Tát đầy đủ ý giới. Nếu Bồ Tát đầy đủ pháp ý giới, thanh tịnh liền sẽ lìa tất cả các nạn, để tất cả các Phật pháp chẳng thể nghĩ bàn, để tất cả thần thông của chư Phật được tâm giải thoát bất động. Này đồng tử, đó gọi là đầy đủ ý giới. Bây giờ Đức Thế Tôn nói bài tụng, một lòng lắng nghe chớ loạn tưởng. Đã nói ý giới tịnh không uế, được nghe pháp xong khởi các hạnh, liền mau chứng ngộ được bồ đề. Bậc trí nếu thọ trì ý giới, tịch tịnh bậc nhất luôn bất động, pháp Phật siêu việt chưa từng có, đó mới gọi là ý giới tịnh. Bậc trí nếu thọ trì ý giới, tâm được giải thoát thường bất động, được định tối thắng như kim cang, đó mới gọi là ý giới tịnh. Bậc trí nếu phát khởi như vậy, khen ngợi diện thuyết rộng lợi ích, đạt được 60 tiếng vi diệu, đó mới gọi là ý giới tịnh. Ý giới bậc trí thật cao tột, được 32 tướng bậc đại nhân, được 10 lực Phật các công đức, đó mới gọi là thắng ý giới. Bậc trí nếu thọ trì ý giới, đạt được biện tài và vô ý, được pháp siêu việt rất hy hữu, đó mới gọi là thắng ý giới. Bậc trí nếu thọ trì ý giới, được 4 niệm xứ và thần túc, lại được chánh cần và căn lực, đó là nói về thân ý giới. Bậc trí nếu thọ trì ý giới, hay được 7 giác chi thanh tịnh, cũng hay đạt được 8 thánh đạo, đó là nói về thân ý giới. Bậc trí nếu thọ trì ý giới, đạt được sự xả ly tối thắng, cùng với đại bi tịnh vô cấu, đó là nói về thân ý giới. Bậc trí nếu thọ trì ý giới, được giác an ổn tịnh vô cấu, được giác viễn ly các công đức, đó là nói về thân ý giới. Nếu bậc trí nếu thọ trì ý giới, không tương ưng tất cả tà kiến, luôn luôn không khởi sân vô minh, đó mới gọi là ý giới tịnh. Nếu ai được đầy đủ ý giới, thậm chí khoảnh khắc không vô nịnh, không dối láo với cha mẹ sư trưởng, đó là nói về ý giới tịnh. Bậc trí nếu đầy đủ ý giới, các việc tham sân đều xa lìa, pháp ngu si cũng đều đoạn trừ, đó là nói về thắng ý giới. Bậc trí nếu đầy đủ ý giới, luôn luôn không bỏ tâm bồ đề, trí tâm quyết định không thể hoại, đó là nói về thắng ý giới. Bậc trí nếu đầy đủ ý giới, nếu có tất cả các xấu ác thể đều xa lìa không tương ưng, đó là nói về thắng ý giới. Tâm có thể vào pháp như huyễn, giống như giấc mộng và sóng nắng, cũng như bóng sáng và tiếng vang, đó là nói về thắng ý giới. Biết việc khổ não giống như mộng, cũng như vô thường không vô ngã, tâm ý hay biết việc vậy, đó là nói về thắng ý giới. Biết không chúng sinh không thọ mạng, hiểu nhân duyên như bánh xe lăn, không từ đâu đến chẳng về đâu, đó là nói về thắng ý giới. Tìm cầu ý ấy không thể được, cũng không phân biệt không chánh mắt,
không có phan chuyên, không chấp thủ. Đó là nói về thân ý giới. Đệ nhất, nghĩa đế giống như mộng. Quán biết niết bàn cũng như vậy. Bậc trí nếu biết ý như vậy, đó là nói về thân ý giới. Này đồng tử, sao gọi là, sao gọi họ là nghiệp thanh tịnh? Vì họ thấy ba cõi giống như mộng tưởng, đến họ nhàm chán ba cõi, không khởi tham ái. Đó gọi là nghiệp thanh tịnh. Sao gọi họ vượt qua phan duyên? Vì họ biết ấm giới và nhập, giống như huyễn đến xa lìa chúng. Sao gọi là biết rõ các ấm? Nghĩa là vì biết rõ các ấm giống như sóng nắng. Sao gọi là được các giới bình đẳng? Nghĩa là vì biết giới như biến hóa nên xả bỏ chúng. Sao gọi là trừ bỏ các nhập? Nghĩa là vì các nhập như bóng ánh sáng nên trừ bỏ đi. Sao gọi là đoạn trừ các ái? Nghĩa là vì đối với tất cả pháp không có sự phan duyên. Sao gọi là chứng vô sanh nhẫn? Vì đối với tất cả pháp không có sở đắc. Sao gọi là biết các nghiệp? Nghĩa là vì phát khởi tinh tấn đoạn trừ các khổ. Sao gọi là hiển thị các nhân? Nghĩa là ấm như tiếng vang không có sinh vậy. Sao gọi là không hoại đối với quả? Nghĩa là vì nghiệp quả giống như mộng nên không có hoại. Sao gọi là hiện tại các pháp? Nghĩa là vì trong các pháp được nhận vô sinh. Sao gọi là tu tập nơi đạo? Nghĩa là đối với tất cả pháp không có cái để tu. Sao gọi là gặp được chư Phật? Nghĩa là vì đầy đủ tất cả chế hạnh của chư Phật. Sao gọi là trí tuệ sáng suốt? Nghĩa là vì đối với tất cả pháp được nhẫn vô sinh. Sao gọi là vào các dục lạc của chúng sinh? Nghĩa là vì biết căn tánh trước sau các chúng sinh sai biệt. Sao gọi là đắc pháp trí? Nghĩa là đối với tất cả pháp vô sở đắc. Sao gọi là trí vô ngại biện? Nghĩa là hay đạt được pháp thức như thật. Sao gọi là trí sai biệt khéo biết văn tự? Nghĩa là nhờ biết ba thứ ngôn ngữ sai biệt. Sao gọi là vượt qua các việc? Nghĩa là nhờ hiểu rõ vô sự. Sao gọi là biết về âm thanh? Nghĩa là nhờ trí nhập vào âm thanh như tiếng vang. Sao gọi là được hoan hỷ? Nghĩa là đối với tất cả pháp mà vô sở đắc, xa lìa khổ não, vứt bỏ gánh nặng mà được ra khỏi. Sao gọi là được sự ái hỷ? Nghĩa là đối với kẻ đi sinh khiến cho họ được hoan hỷ, biết lúc bố thí nên thấy được lợi ích. Sao gọi là giữ tâm ngay thẳng? Nghĩa là hay hiểu rõ về bốn chân đế. Sao gọi là oai nghi ngay thẳng? Nghĩa là điều hòa thân quân bình. Sao gọi là xa lìa sắc tức giận? Nghĩa là đoạn trừ các lỗi sân hận. Sao gọi là sắc mặt thường vui vẻ? Nghĩa là khéo giữ giới cùng trú an ổn. Sao gọi là âm thanh mỹ diệu? Nghĩa là nói sự lợi ích cho người khác. Sao gọi là trước tiên nói lời an ủi? Nghĩa là trước tiên nói lành thay, liền đứng dậy để nghênh tiếp. Sao gọi là không giả đãi? Nghĩa là không bỏ sự siêng năng. Sao gọi là cung kính bậc tôn trưởng? Nghĩa là kính nể bậc tôn trưởng tựa như là thiện tri thức. Sao gọi là cúng dường bậc tôn trưởng? Nghĩa là theo lời dạy bậc tôn trưởng mà hậu hạ cúng dường. Sao gọi là sinh ra liền biết đủ? Nghĩa là đối với tất cả nhu cầu sinh sống đều không đắm trước. Sao gọi là cầu pháp thiện không chán? Nghĩa là cho nhóm các thiện pháp. Sao gọi là đời sống thanh tịnh? Nghĩa là tùy nghi mà được, liền sinh lòng biết đủ. Nếu không biết đủ, liền sinh tâm quanh co, vô nịnh, khoa trương, dụ dỗ, sách động người khác. Lấy lợi, cầu lợi, những việc như vậy đều xả bỏ hết. Sao gọi là không lìa việc sống ở A Lăng Nhã? Nghĩa là không bỏ sự siêng năng. Thích ở một cách nhàn hạ và ở tòng lâm, hang núi, khe suối. Ưa thích đối với pháp, không giao du với người tại gia và xuất gia. Không thích lợi dưỡng, đoạn trừ khát ái và cảm thọ sự hỷ lạc của thiền định vậy. Sao gọi là trí trụ xứ từng địa vị cấp bậc? Đó là trí ở quả thanh văn, trí ở quả bích chi Phật, trí trụ xứ Bồ Tát địa vậy. Sao gọi là nhớ mãi không quên? Nghĩa là nhớ vô thường, khổ không, già vô ngã. Sao gọi là được trí thiện xảo về ấm? Nghĩa là biết sự sai biệt của ấm giới nhập mà vô sở đắc. Sao gọi là chứng thần thông?
nghĩa là được bốn thần túc nó có thể biến hiện được. Sao gọi là diệt các phiền não, nghĩa là đoạn trừ tham sân si. Sao gọi là đoạn trừ tập khí, nghĩa là nhàm chán hành động ngu si quá khứ, không thích địa vị thanh văn và bích chi Phật. Sao gọi là chuyển thắng hạnh, nghĩa là hay khởi lên bốn vô ngại biện, năng lực vô ý của Như Lai. Sao gọi là tu tập nhân, nghĩa là đoạn trừ sự thương ghét. Sao gọi là biết phương tiện phạm, nghĩa là biết ba la đề mộc xoa, biết tỳ ni, biết giới. Sao gọi là đoạn trừ các sự hối hận, nghĩa là đối với các tội lỗi phải chí thành sám hối, không còn tạo tội nữa, tu các thiện pháp. Sao gọi là đoạn trừ ái luyến, nghĩa là nhổ sạch cành nhánh khác ái của ba cõi, phát sinh điều thiện cho sinh, với điều thiện đã sinh đừng cho tiêu mất. Sao gọi là vượt qua các cõi, nghĩa là đối với ba cõi mà không sở đắc, lại không hoài niệm, gọi là vượt qua các cõi. Sao gọi là minh đạt túc mạng, nghĩa là nhớ biết về sự việc đời quá khứ. Sao gọi là không nghi ngờ đối với nghiệp quả, nghĩa là lìa các chấp thường chấp đoạn. Sao gọi là tư duy về pháp, nghĩa là suy nghĩ về pháp như thật. Sao gọi là huân tập đa văn, nghĩa là tu tập tọa trì tạng thanh văn, tạng bích chi Phật, tạng Bồ Tát. Sao gọi là được trí tuệ lanh lợi, nghĩa là quán trí vô sinh giống như giấc mộng. Sao gọi là ưa thích nơi trí, nghĩa là thường huân tập trí tuệ. Sao gọi là trí tuệ thông đạt, nghĩa là khởi sinh vô thượng chánh đẳng chánh giác. Sao gọi là được địa vị điều phục, nghĩa là chỗ Bồ Tát đã tu học. Sao gọi là giống như núi, đó là không bỏ tâm Bồ Đề. Sao gọi là bất động, đó là vì không phân biệt nên không bị phiền não xâm đoạt. Sao gọi là không lay động, đó là đối với tất cả tướng không chuyên nơi niệm. Sao gọi là tướng không thoái, đó là đối với sáu pháp ba la mật không bị tuẫn giảm, luôn luôn được thấy quốc độ chư Phật. Sao gọi là sanh ra pháp lành, đó là thân cận vô thượng chánh đẳng chánh giác. Sao gọi là nhàm chán việc ác nghiệp ác, đó là kiên trì cấm giới không còn khởi ra điều ác. Sao gọi là không hành phiền não, đó là không khởi vô minh hữu ái và sân hận. Sao gọi là không xả bỏ giới, đó là nhờ tin nhân quả nên cung kính Như Lai. Sao gọi là phân biệt các thiền, đó là biết rõ tâm và thường dùng phương tiện thiện xảo để được nhất tâm. Sao gọi là biết tất cả dục lạc của chúng sinh, đó là biết căn tánh sai biệt. Sao gọi là trí khéo phân biệt chỗ sinh, đó là biết sự sai khác của năm đường. Sao gọi là trí vô biên, đó là tự nhiên biết về pháp thế gian và xuất thế gian. Sao gọi là trí thối lấp về ngôn ngữ, đó là có thể biết về ngôn thuyết huyền xảo bí mật của Đức Như Lai. Sao gọi là vứt bỏ duyên tục, đó là thân tâm xa lìa mà xuất gia. Sao gọi là không thích ba cõi, đó là đối với ba cõi thấy sự khổ đau tại đó như một cách như thật. Sao gọi là không dùng tâm hạ liệt, đó là không vứt bỏ tâm cho dù lúc nhập chánh thọ vẫn không bỏ tâm. Sao gọi là đối với các pháp không chấp trước, đó là xả bỏ tâm ái dục đối với tất cả pháp. Sao gọi là nhiếp thọ chánh pháp, đó là hộ trì kinh điển như vậy của Phật thì gọi là nhiếp thọ chánh pháp. Sao gọi là thủ hộ chánh pháp, đó là đối với những chúng sinh hủy bán chánh pháp thì dùng pháp để hàng phục họ, gọi là hộ pháp. Sao gọi là tin nơi nghiệp báo, đó là đối với các nghiệp ác phải biết xấu hổ xa lìa và tu tập thiện pháp. Sao gọi là biết luật phương tiện, đó là biết tự tánh phạm hay không phạm, biết phạm tánh tội hay không phạm. Sao gọi là diệt trừ các sự tranh cãi chống trái, đó là vứt bỏ các việc huyên náo. Sao gọi là không chống trái, đó là không thích tất cả ngôn ngữ thế gian. Sao gọi là nhẫn địa, đó là nhẫn chịu sự bất não của thân tâm. Sao gọi là nhiếp thọ nơi nhẫn, đó là đối với những lời nói thô ác của kẻ khác thể đều có thể nhẫn nhục xả bỏ không nghĩ đến. Sao gọi là lựa chọn nơi pháp, đó là biết sự sai biệt của ấm giới nhập, biết trợ đạo hữu lậu và trợ đạo thanh tịnh, vì đối với pháp ấy là vô sở đắc. Sao gọi là đối với pháp quyết định thiện xảo, đó là đối với tất cả pháp không có ngôn thuyết. Sao gọi là trí khéo biết sự sai biệt của cố nghĩa, đó là thông đạt tất cả các pháp. Sao gọi là trí thiện xảo xuất sinh pháp cú, đó là nói về pháp như thật,
Sao gọi là tri biết về sự sai biệt của nghĩa và phi nghĩa? Đó là biết pháp tánh không tăng không giảm. Sao gọi là trí tiền tế? Đó là trí về nhân. Sao gọi là trí hậu tế? Đó là trí về duyên. Sao gọi là trí bình đẳng ba đời? Đó là đối với tất cả pháp sự hiểu rõ không có sai biệt, an trụ pháp vô sự. Sao gọi là trí sai biệt về ba đời? Đó là đối với pháp ba đời không sợ đắc cũng không nhớ nghĩ. Sao gọi là tâm trụ? Đó là không sợ đắc nơi tâm. Sao gọi là thân trụ? Đó là niệm xứ về thân, gọi là thân trụ. Sao gọi là gìn giữ oai nghi? Đó là oai nghi không có thác loạn. Sao gọi là không hoài oai nghi? Đó là che giấu việc thiện. Sao gọi là không phân biệt oai nghi? Đó là lìa bỏ sự yêu thích tâm ác. Sao gọi là các căn đoan nghiêm? Đó là nhờ tư lương về hướng đi của pháp có thể biết thời tiết mà nói pháp tương ưng đối với pháp như thật, diễn thuyết như thật. Sao gọi là trí về thế đế? Đó là khéo biết pháp quá khứ, vị lai, nên gọi là thế trí. Sao gọi là giải thoát xả? Đó là tùy theo tài sản có được mà sử dụng, không che giấu, không kiêu kiết. Sao gọi là thường đua thay bố thí? Đó là khéo sống với người cùng giới. Sao gọi là không có tâm kiêu kiết? Đó là tính tâm hết lòng bố thí. Sao gọi là xấu hổ? Đó là xấu hổ và các việc bạo ác. Sao gọi là thẹn thùng? Đó là hổ thẹn và các việc ngu si độc hại. Sao gọi là ghét bỏ tâm ác? Đó là biết pháp ngu si thì vứt bỏ, không tương ưng. Sao gọi là không bỏ hạnh đầu đà? Đó là cần phải kiên cố, không thoái chuyển. Sao gọi là thọ trì tánh nghĩa? Đó là làm đúng như sở thuyết. Sao gọi là khởi hạnh hoan hỷ? Đó là nhớ nghĩ sự lợi ích của pháp thiện. Sao gọi là sống gần bậc tôn trưởng? Đó là vứt bỏ sự kiêu mạn, xa lìa sự giải đãi. Sao gọi là hàng phục tâm kiêu mạn? Đó là vì không có ngã nên không phan chuyên. Sao gọi là nhiếp phục tâm? Đó là trí nhớ biết nghĩ đến tất cả pháp lành nó không mất trí lợi ích. Sao gọi là tâm trí siêng năng? Đó là trí biết quả báo của sự tinh tấn nên trí không thoái thất. Sao gọi là trí biết biện nghĩa? Đó là trí thông đạt như thật. Sao gọi là biết rõ về trí? Đó là biết pháp thế gian, pháp xuất thế gian. Sao gọi là trí xa lìa phi trí? Đó là đối với pháp như thật, xa lìa sự chấp giữ. Sao gọi là trí nhập tâm? Đó là trí không sinh diệt. Sao gọi là trí thiện xảo phân biệt từng bộ phận? Đó là trí phân minh sáng rõ. Sao gọi là trí biết các tiếng nói? Đó là trí chỉ bày pháp như thật. Sao gọi là trí biết xứ sở? Đó là trí nhập vào chỗ như thật. Sao gọi là trí phương tiện quyết định nghĩa? Đó là phụng sự tất cả chư Phật Bồ Tát và Thanh Văn. Sao gọi là vứt bỏ sự phi nghĩa? Đó là khéo vượt qua các cõi. Sao gọi là thân cận người lành, cùng người lành làm việc? Đó là thân cận chư Phật Bồ Tát và Thanh Văn. Sao gọi là xa lìa người ác? Đó là xa lìa sự chấp ngã giải đãi. Sao gọi là tu thiện phát sinh thông suốt? Đó là lìa gia ái dục, không bỏ sự vui của thiền. Sao gọi là không đắm vào thiền vị? Đó là muốn lìa ba cõi. Sao gọi là thần thông tự tại? Đó là trụ vào năm thông khó nghĩ bàn của Phật Pháp mà hiển bày với người khác. Sao gọi là hiểu giả danh? Đó là hiểu rõ danh không cứu cánh. Sao gọi là rõ biết sự trình bày của lời nói? Đó là biết danh số văn tự của thế tục đế. Sao gọi là vượt qua giả danh? Đó là hiểu rõ trí không có ngôn thuyết. Sao gọi là lìa thế gian? Đó là trước hết phải quan sát sự xấu ác của thế gian. Sao gọi là không thích danh lợi? Đó là tự tánh tiểu dục. Sao gọi là không đám đắm tham lợi dưỡng? Đó là không có các tham lam mong cầu, xa lìa dục ác. Sao gọi là nghe người mắng chửi không sinh tâm ghét giận? Đó là biết bản thể các ấm và giới. Sao gọi là nghe khen thật đức của mình không sinh tâm vui mừng? Đó là che giấu công đức thiện pháp, biết sự tội lỗi của lợi dưỡng. Sao gọi là không mong cung kính? Đó là biết rõ bản thể nhân quả. Sao gọi là không được cung kính, tâm không giận ghét? Đó là không xả bỏ tâm thiền định. Vì sao bị hủy nhục mà không giận?
đó là quán xá thế gian, biết rõ nhân quả. Vì sao nghe khen ngợi mà không tự cao? Vì xuất gia cầu pháp lành. Sao gọi là không có các loại dưỡng tâm không buồn rầu? Đó là quan sát nghiệp đã làm ở kiếp trước. Sao gọi là không giao du với người đời? Đó là không thích mưu sinh. Sao gọi là không thích ở chung với người xuất gia làm điều phi pháp? Đó là thân cận với người sống như pháp, chứ không thân cận với người phi pháp. Sao gọi là xa lìa chỗ phi cảnh giới? Đó là vứt bỏ năm cái. Sao gọi là trụ cảnh giới sở hành? Đó là tu bốn niệm xứ. Sao gọi là thành tựu pháp thức? Đó là hộ trì pháp thức. Sao gọi là xa lìa phi pháp? Đó là tự hộ trì thiện pháp. Sao gọi là không làm ô uế nhà người khác? Đó là xa lìa thân quyến vì biết lỗi lầm. Sao gọi là hộ pháp? Đó là đầy đủ sự cầu pháp như pháp mà hành động. Sao gọi là ngồi im lặng ít nói? Đó là được trí tịch diệt. Sao gọi là thiện xảo việc hỏi và đáp? Đó là trí tuệ tùy theo sự hỏi đều có thể trả lời tất cả. Sao gọi là hàng phục oán thù? Đó là phân biệt hiển thị pháp như thật, xa lìa việc chấp trước. Sao gọi là biết thời? Đó là có thể phân biệt biết để biết năm tháng ngày giờ. Vì sao không thân cận với kẻ phàm ngu? Đó là vì thấy pháp phàm ngu là tội lỗi. Vì sao không khinh chê kẻ bần tiện? Vì đối với tất cả chúng sinh khởi tâm bình đẳng. Vì sao phải dùng tiền của bố thí mau chóng cho kẻ nghèo khổ? Vì có người đến sinh liền dùng tài thí và pháp thí. Vì sao đối với người bần cùng có thể dùng thí vô ngại? Đó là vì đối với các chúng sinh ấy khởi lòng thương xót theo ý người sinh mà thí vật trong thân và ngoài thân. Vì sao phải cứu giúp kẻ phá giới? Vì để họ trừ bỏ nghiệp phạm giới, an trụ trong tịnh giới. Vì sao gọi là làm việc lợi ích? Vì hay trưởng dưỡng chúng sinh. Sao gọi là bi trí? Vì hay thấy sự khổ não của chúng sinh ở đời vị lai. Sao gọi là nhiếp thọ nơi pháp? Vì hay khiến chúng sinh nhập vào pháp như thật. Sao gọi là xả bỏ tài sản? Đó là xả bỏ các ấm vì tài sản làm lớn mạnh chúng. Vì sao không kinh doanh tích tụ? Vì nhàm chán đời sống, thấy sự chấp giữ là tội lỗi. Vì sao phải khen ngợi sự trì giới? Vì khéo biết quả báo của sự trì giới. Vì sao lại che trách sự phá giới? Vì hiểu rõ lỗi lầm của sự phạm giới. Vì sao dùng tâm không gièm pha để phụng sự người trì giới? Vì đối với người trì giới phải sinh tưởng nghĩ là khó gặp. Vì sao gọi là xả bỏ tất cả? Vì khéo tính nhạo vậy. Sao gọi là thành tâm khuyến thỉnh sự tăng thượng tính? Vì mong cầu sự lợi ích cho chúng sinh. Vì sao gọi là làm đúng với lời nói? Vì đầy đủ sự tinh nghe khéo léo nên liền thực hành. Vì sao sao gọi là phụng sự tỳ kheo trí tuệ? Vì đã thử hỏi việc thiện. Vì sao cùng người bàn luận có thể sinh ra sự ưa thích? Vì có chứng trí và giáo trí. Sao gọi là trí thí dụ? Vì dùng thí dụ để hiểu rõ gốc ngọn của pháp tướng. Sao gọi là thiện xảo và tiền tế? Vì tự biết được sự nghe nhiều của kiếp trước. Vì sao là lấy thiện căn làm đầu? Vì đã khởi đức tin tăng thượng đối với Bồ Đề. Vì đã khuyến khích người khác. Sao gọi là thiện xảo phương tiện? Đó là sám hối, tùy hỷ, khuyến thỉnh. Những căn lành đã tạo thể đều hồi hướng. Sao gọi là đoạn trụ hữu tướng? Đó là quán sát các việc, thấy các pháp như mộng. Sao gọi là đoạn trừ đối với tưởng? Đó là xa lìa tưởng điên đảo. Sao gọi là khéo quán sự tướng? Đó là được trí vô tướng. Sao gọi là khéo nói các kinh? Đó là hay hiển thị. Ví dụ việc ấy là pháp thiện hay chẳng phải thiện? Sao gọi là phân biệt đối với đế? Đó là đã diệt trừ vô minh rồi thì danh sắc không khởi lên. Sao gọi là chứng được chứng sự giải thoát? Đó là được kim cang tam muội bất động không phân biệt. Sao gọi là chỉ nói một lời? Đó là nhầm chán ngoại đạo, chứng được trí vô sinh. Sao gọi là được sự vô ý? Đó là biết sức mạnh của Phật Pháp. Sao gọi là an trụ nơi giới? Đó là giới Ba La Đề Mục Xoa, ngăn cấm thân và miệng. Sao gọi là nhập vào tam muội? Đó là không nhiễm ba cõi. Sao gọi là được trí tuệ? Đó là khéo được trí vô công dụng. Sao gọi là thích ở một mình chỗ thanh vắng? Đó là xa lìa lỗi lầm của sự ồn ào, thường không xả bỏ sự không nhàn. Sao gọi là thích ít bạn bè? Đó là tiểu dục tri túc. Sao gọi là tâm không ô trược?
đó là nhờ nhập thiền định trừ các năng che. Sao gọi là bỏ các xa bỏ các kiến? Đó là xa lìa kiến chấp thủ. Sao gọi là được Đà La Ni? Đó là tùy theo pháp thấy được mà hiển bày như thật, không quên. Sao gọi là được trí tuệ sáng? Đó là biết nhập tự tánh. Sao gọi là xứ? Đó là xứ sở của tâm. Sao gọi là an trú? Đó là chỗ ở của tánh tâm. Sao gọi là hạnh? Đó là trụ pháp tánh hạnh. Sao gọi là biện trí? Đó là biết biện luận về đạo. Sao gọi là nhân? Đó là do vô minh sinh ra các hành. Sao gọi là tương ưng? Đó là thích ứng với pháp giải thoát. Sao gọi là pháp? Đó là sự đoạn trừ sự các ái. Sao gọi là môn? Đó là đoạn trừ các lỗi lầm. Sao gọi là đạo? Đó là trí về thường, về vô thường, khổ không, vô ngã. Sao gọi là địa? Đó là 10 loại cấp bậc vô nguyện. Sao gọi là xa lìa sự sinh? Đó là pháp đoạn trừ sự sinh. Sao gọi là trí địa? Đó là trí không quên. Sao gọi là xả bỏ sự vô tri? Đó là đoạn trừ ngu si. Sao gọi là an trụ nơi trí? Đó là trí vô sở trụ. Sao gọi là phương tiện địa? Đó là tu 37 pháp trợ bồ đề. Sao gọi là cảnh giới của bồ tát? Đó là hành sáu pháp ba la mật. Sao gọi là thân cận người lành? Đó là gần gũi chư phật. Sao gọi là xa lìa người ác? Đó là xa lìa chấp kiến của ngoại đạo. Sao gọi là sở thuyết như lai? Đó là trụ nơi trí lực như lai vì tự tánh giải thoát. Sao gọi là phật địa? Đó là được tất cả pháp thiện. Sao gọi là bậc trí tùy hỷ? Đó là sự tùy hỷ của chư Phật Thanh Văn Bích Phật ở quá khứ, vị lai và hiện tại. Sao gọi là sự hủy bán của kẻ ngu? Đó là tất cả kẻ ngu không thể biết được. Sao gọi là thanh văn không thể biết? Đó là sự chẳng thể nghĩ bàn của Phật Pháp. Sao gọi là ngoại đạo? Đó là cái thấy phương tiện ngã bàn của ngoại đạo. Sao gọi là thu nhiếp về Như Lai? Đó là điều khó có thể được của bậc đại y phương. Sao gọi là mau được 10 lực? Đó là siêng tu phương tiện. Sao gọi là tất cả chư thiên cúng dường? Đó là khéo có thể sinh ra tất cả sự vui. Sao gọi là phạm vương lễ bái? Đó là tự vì ấy sinh ra giải thoát. Sao gọi là rồng lễ bái? Đó là có thể đoạn trừ tất cả ác đạo và các kiến chấp. Sao gọi là giả xoa tỳ hỷ? Đó là ngăn che các đường ác. Sao gọi là chân đà la tán thán? Đó là hay đạt được sự hoan hỷ giải thoát. Sao gọi là ma hầu la khen hay? Đó là đoạn trừ sự sanh tử. Sao gọi là sự tu của Bồ Tát? Đó là hay đạt được nhất thiết trí. Sao gọi là chỗ mong cầu của Bồ Trí? Vì mong được địa vị không thoái chuyển. Sao gọi là được của cải vô thượng? Đó là hay được quả báo của trời, người và sự giải thoát. Sao gọi là chẳng phải tài thí? Đó là hay trừ tất cả bệnh phiền não. Sao gọi là thuốc hay để trị bệnh hoạn? Đó là tiêu diệt tai hoạn tham sân si. Sao gọi là kho tàng trí tuệ? Đó là thường thích tu tập trí tuệ. Sao gọi là vô tận biện? Đó là thấy được trí như thật. Sao gọi là xa lìa sự ưu sầu? Đó là biết khổ là hư vọng nên trừ bỏ vì ngộ được vô ngã. Sao gọi là biết ba cõi? Đó là biết rõ ba cõi như huyễn mộng. Sao gọi là ghe thuyền đưa qua bờ bên kia? Đó là trí ưa thích nhập niết bát niết bàn, tu vô thường khổ không vô ngã. Sao gọi là vượt qua bốn dòng sông? Đó là mau được niết bàn. Sao gọi là mong cầu danh tiếng? Đó là được pháp rộng lớn. Sao gọi là tán dương công đức của Như Lai? Đó là khen ngợi bậc bố thí pháp được vô lượng công đức. Sao gọi là khen ngợi danh xưng của Như Lai? Đó là bậc thí chủ bố thí tất cả công đức giải thoát an vui. Sao gọi là tán thán 10 lực? Đó là khen ngợi bậc đại pháp bảo chủ bố thí những pháp khó được. Sao gọi là công đức của Bồ Tát? Đó là vì hay học pháp tam muội của kinh này. Sao gọi là lầm từ diệt sân hận? Đó vì đó là pháp đối trì sân hận. Sao gọi là bi? Đó là pháp diệt trừ khổ não của tất cả chúng sinh. Sao gọi là hỷ? Vì đối với tất cả chúng sinh khởi sinh sự hoan hỷ. Sao gọi là xả? Đó là lòng bi vô duyên, không điều kiện, có thể làm được điều Phật làm. Sao gọi là an ủi người đại thừa? Đó là sở thích cầu tất cả Phật Pháp ta đều có thể ban bố đầy đủ. Sao gọi là phát hạnh sư tử hống? Đó là hay đạt được Pháp tối thượng. Sao gọi là con đường trí tuệ của Phật? Đó là không có chấp trước đối với tất cả Pháp lành mà vẫn được thiện Pháp.
Sao gọi là giải thoát tất cả chúng sinh? Đó là có thể biết từ bờ bên này đến bờ bên kia. Sao gọi là đạt được trí nhất thiết trí? Đó là đoạn trừ tất cả pháp bất thiện, tập hợp tất cả pháp thiện và tất cả pháp giải thoát. Sao gọi là vườn hoa của Bồ Tát? Đó là vì hay được sự hỷ lạc, tự thân an lạc cũng khiến tất cả chúng sinh được an lạc. Sao gọi là hàng phục ma quân? Đó là bậc hay được tất cả lực, hay diệt trừ tất cả phiền não. Sao gọi là an ổn hành dụng chú thuật? Đó là hay dứt sạch tất cả khổ nạn. Sao gọi là thành tựu sự tốt đẹp? Đó là hay đạt được tất cả quả báo. Sao gọi là ngăn ngừa oán địch? Đó là hay đoạn trừ tất cả tà kiến và chấp thủ kiến. Sao gọi là hàng phục oan gia? Đó là dùng chánh pháp để hàng phục các ngoại đạo. Sao gọi là được sự vô ý? Đó là đối với tất cả pháp hay khéo quán sát huân tập. Sao gọi là cầu sức mạnh như thật? Đó là cầu pháp lực không điên đảo. Sao gọi là tướng đầu tiên của 18 pháp bất cộng? Đó là tất làm tất cả thiện pháp. Sao gọi là trang nghiêm pháp thân? Đó là được 32 tướng trang nghiêm. Sao gọi là tất sự giải thoát? Đó là được pháp thiện phần đầu, phần giữa và phần cuối. Sao gọi là trưởng tự đáng yêu? Đó là có thể đạt được các tài sản khác của cha lành như chư Phật. Sao gọi là đầy đủ Phật trí? Đó là chỉ nuôi lớn tất cả pháp thiện. Sao gọi là chẳng phải địa vị bất chư Phật? Đó là có thể đạt được Phật pháp vô biên tối thượng. Sao gọi là tâm thanh tịnh? Đó là hay đoạn trừ tất cả sự câu uế. Sao gọi là thân thanh tịnh? Đó là diệt trừ tất cả bệnh hoạn. Sao gọi là thành tựu giải thoát môn? Đó là quán sát vô thường, khổ không, vô ngã và tịch diệt. Sao gọi là lìa các dục ô uế? Đó là hay được pháp cứu cam lộ. Sao gọi là lìa sự sân hận? Đó là đạt được đại từ đại bi. Sao gọi là chẳng phải hạ ngu si? Đó là được sự sáng suốt như thật. Sao gọi là trí a hàm? Đó là biết trí biết nghiệp đã tạo của tất cả thế gian và suốt thế gian. Sao gọi là hay phát khởi sự sáng suốt? Đó là tư duy nhớ nghĩ hướng đến tất cả đường lành. Sao gọi là đoạn trừ vô minh? Đó là tất cả sự nhớ nghĩ đưa đến phi thiện. Sao gọi là đầy đủ giải thoát? Đó là được pháp của bậc đại thánh. Sao gọi là người tu thiền hoan hỷ? Đó là có thể đạt được sự hỷ lạc nhất tâm. Sao gọi là mắt thấy? Đó là thấy cái thật nghĩa không thể thấy. Sao gọi là thần thông biến hiện? Đó là khéo tu pháp không chướng ngại. Sao gọi là thần túc hiện tiền? Đó là hay được trí không phân biệt, không có chướng ngại của tất cả pháp. Sao gọi là thích nghi đà la ni? Đó là hiểu rõ tất cả pháp, ở trong tất cả pháp có thể hướng đến niết bàn bình đẳng. Sao gọi là trì niệm? Đó là di trừ tất cả tự tánh của phán duyên. Sao gọi là Như Lai trú trì? Đó là trí tuệ sinh ra các công đức không thể hủy hoại. Sao gọi là đạo sư phương tiện quyền xảo? Đó là khiến cho người khác hướng đến đại thành, an ổn khoái lạc. Sao gọi là trí vi tế giống như đầu sợi lông? Đó là biết rõ điều khó có thể suy lường. Vì sao khó biết? Khó có thể tương ưng. Đó là điều từ xưa chưa từng có. Vì sao xa lìa văn tự? Vì con đường ngôn ngữ là chẳng thể nắm bắt được. Sao gọi là âm thanh khó biết? Đó là tất cả pháp không thể nghĩ bàn. Sao gọi là người trí mới có thể biết? Đó là biết pháp là bảo vật vô giá. Sao gọi là đã biết điều phục, biết trí sở tri? Đó là nói đúng như làm. Sao gọi là biết về tiểu dục? Vì biết lỗi của đa dục. Sao gọi là dũng mãnh tinh tấn? Vì biết không xả bỏ thời gian cần thiết. Sao gọi là ghi nhớ tổng trì? Vì tùy theo việc làm mà vẫn không mất. Sao gọi là cùng tận sự khổ? Vì đoạn trừ tham sân si. Vì sao gọi là tất cả pháp không sinh? Vì diệt hết tất cả thức, tất cả nguyện. Vì sao gọi là một lời diễn thuyết có thể biết tất cả các đường sinh tử? Vì quá tất cả pháp giống như mộng huyễn, nó không chấp thủ. Này đồng tử, đó gọi là giải thích nghĩa 300 cú pháp xong. Này đồng tử, đó là tam muội không hí luận theo tánh bình đẳng của tất cả các pháp. Bây giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ trí Phật pháp vô lượng, diễn thuyết vô cùng tận, nói rộng các pháp xong, được tất cả công đức rộng lớn như hư không, pháp tướng ấy như vậy là bảo vật cứu cánh, nên gọi là phương quảng. Hành chúng sinh vô biên, nên thuyết pháp cũng nhiều.
nghĩa a hàm vô tận nên gọi là phương tiện. Khi Đức Thế Tôn nói pháp này, vô lượng chúng sinh đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, vô lượng chúng sinh đối với bồ đề được không thoái chuyển, vô lượng chúng sinh phát tâm bích chi Phật, vô lượng chúng sinh chứng được ba quả. Lại nữa, cõi tham thiên đại thiên thế giới này chấn động sâu cách, trời mưa hương lạ tung rải hoa trời, tỏa lên trăm ngàn vạn thứ âm nhạc của chư thiên trong hư không. Mưa các thiên y từ từ rơi xuống, có tiếng nói như vậy: các chúng sinh này nhờ nghe pháp ấy nên được sự lợi ích lớn, vì các chúng sinh ấy đối với vô lượng đức Phật đã gieo trồng căn lành, đã nghe pháp này liền hoan hỷ thọ trì đọc tụng biên chép và nói cho người khác, làm ruộng phước tối thượng thành tựu lợi ích cho tất cả chúng sinh. Tất cả chúng sinh này không đoạn mất hạt giống Phật. Các chúng sinh này quyết định có thể vì con đường Bồ Đề trước nhất, nghe pháp môn này khởi hạnh như thật. Bây giờ Phật bảo A Nan, ông nên thọ trì pháp môn như vậy rồi đọc tụng biên chép, rồi nói cho người khác. A Nan bạch Phật, kinh này tên gọi là gì và phụng trì như thế nào? Phật bảo A Nan, kinh này gọi là nhập vào đại bi. Ông nên thọ trì là có tên tam muội bình đẳng, tất cả pháp tại thánh bình đẳng vô hí luận, ông nên thọ trì. A Nan bạch Phật, như lời Phật dạy, con xin thọ trì pháp môn ấy. Khi Phật nói kinh này xong, đồng tử Nguyệt Quang vui mừng nhảy nhót. Bồ Tát A Dật Đa cùng với 80 ức Na Tha Bồ Tát, Trưởng lão A Nan và bốn chúng tỳ kheo đi, Ư Bà Tát, Ư Bà Di, thiên tử trời Tịnh Cư, Phạm Thiên Vương, chủ thế giới Ta Bà, với thiên đế Tất Tứ Thiên Vương, chư thiên nhân loại, chúng A-tu-la nghe Phật dạy hoan hỷ phụng hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội. Vì năm công đức này hồi hướng về gặp cả đệ tử và chúng sanh được trọn thành Phật đạo.